Đến năm 2030, Tuy Phước chính thức đạt được đô thị loại 4. Hiện tại, huyện Tuy Phước đang có 5 đô thị loại 5, bao gồm Diêu Trì, Tuy Phước, Phước Lộc, Phước Hòa và Phước Sơn đang trong giai đoạn xây dựng. Phấn đấu sau giai đoạn 2025, đầu tư xây dựng các xã Phước Thuận, Phước An, Phước Thành và Phước Nghĩa đạt tiêu chí đô thị và toàn huyện đạt được tiêu chí đô thị loại 4 để làm cơ sở thành lập thị xã. Toàn huyện sẽ chia thành 3 phân vùng kinh tế trọng điểm, chi tiết cụ thể như sau. Tiểu vùng 1 bao gồm địa giới hành chính các thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, một phần các xã Phước An, Phước Lộc, Phước Nghĩa và Phước Thuận là khu vực trung tâm huyện Tuy Phước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục đô thị. Tiểu vùng 2 bao gồm toàn bộ địa giới xã Phước Thành và một phần các xã Phước An, Phước Lộc là khu vực trung tâm đô thị cửa ngõ phía bắc của thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, là khu vực đô thị mới, cầu nối giao thông quan trọng các vùng, đầu mối giao thông hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây khu vực Nam Trung Bộ, bao gồm giao thông đường bộ, đường sắt và cảng biển, nằm trong khu vực phát triển lan tỏa của khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX và Ship Bình Định. Tiểu vùng 3 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Hiệp, Phước Quang và một phần các xã Phước Thuận, Phước Lộc và Phước Nghĩa là vùng phát triển đô thị, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn liền với bảo tồn giá trị văn hóa, di tích, cảnh quan và làng nghề truyền thống. Đến năm 2030, Tuy Phước sẽ hoàn thành mạng lưới giao thông liên kết Bắc Nam và trục kết nối Đông Tây trên toàn huyện, cụ thể như sau. Về giao thông đối ngoại, xây dựng mới tuyến đường kết nối giữa trung tâm thị xã An Nhơn với tuyến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, xây dựng mới tuyến đường phía Bắc huyện kết nối quốc lộ 1 đến khu kinh tế Nhân Hội thông qua cầu Thị Nại 3, hướng tuyến song song với DT636 đi qua các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Thắng và Phước Hòa. Về giao thông đối nội, đầu tư xây dựng các tuyến đường gồm tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 mới đi cụm di tích Tháp Bà Nít và kết nối với tuyến đường kết nối trung tâm thị xã An Nhơn với tuyến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại phục vụ để phát triển về du lịch, và tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1 đến tuyến đường kết nối trung tâm thị xã An Nhơn với tuyến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, tuyến đường kết nối từ ngã ba Diêu Trì quốc lộ 19C phía đông nối Sơn Triều đến quốc lộ 1 thông qua sông Tranh, xây dựng mới cầu Bờ Di 3, tuyến đường kết nối từ Phước An, Phước Thành đi khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX và Ship Bình Định, tuyến đường kết nối từ Phước An đi An Nhơn kết nối quốc lộ 19, tuyến đường kết nối từ Phước Lộc, Phước An, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Quang với tuyến đường kết nối trục khu kinh tế, tuyến đường kết nối DT640 với tuyến đường Cát Tiến, Diêm Văn, Phước Thuận. Về công trình đầu mối giao thông, quy hoạch một bến xe cấp vùng tại xã Phước Thành, khu vực nút giao giữa đường bộ cao tốc Bắc Nam và quốc lộ 19C, quy hoạch một bến xe cấp 3 tại khu vực đô thị Gò Bồi ở phía Bắc, quy hoạch các bến thủy nội địa tại các khu đô thị Diêm Văn, Phước Sơn và Phước Hòa.